Một cái bất động sản nhà vườn nghỉ dưỡng tọa lạc tại xã Bình Hòa, huyện Bến Cửu, Đồng Nai. Thì hôm nay mình có đồng hành cùng bạn đi, bạn Định Đi Ốc để có thể review cho mọi người một cái sản phẩm cực kỳ hiếm ở khu vực Bình Hòa, Bến Cửu. Xin Vâng, chào bạn Định nhé. xin kính chào anh Văn Mạn Bất Động Sản và quý cô chú anh chị. Hôm nay thì Định rất là hữu duyên được đồng hành với lại anh Văn Mạn Bất Động Sản để đi quay review thực tế cho quý cô chú anh chị một bất động sản nghỉ dưỡng ven sông cực kỳ đẳng cấp quý cô chú anh chị. Thì tiếp theo, Định và anh Mạn xin kính mời quý cô chú anh chị mình đi xem một phòng ha. Rồi. Đi. Đây là cái sản phẩm bất động sản ở ngay khu du lịch sinh thái Greengay Riverside. Thì cái nhà vườn này đây thì nó nằm cái trục đường chính của cái sản phẩm này luôn nhé. Thì cái nhà vườn này mình có thể thấy bên trong cái đường vô rất là rộng nhé. Mời mọi người vô tham quan nhé. Và bất động sản của mình ở đây quý cô chú anh chị thì nó tọa lạc tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Cách cái tuyến đường Bình Hòa Cây Dương á là 500 m quý cô chú anh chị. Và anh chị mình đi ra tuyến đường DT768 mình có thể kết nối đi về Trị An cũng như là Định Quán, hoặc anh chị mình đi ngược lại về trung tâm thành phố Biên Hòa, mình đi về Bình Dương rồi đi về Sài Gòn cũng như là đi lên sân bay Tân Sơn Nhất, rất là thuận tiện quý cô chú anh chị nha. Anh chị chỉ mất 5 phút anh chị có thể đi ra được trung tâm thành phố Biên Hòa, một vị trí cực kỳ đẹp ha. Và tiếp theo đến anh Mạnh sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị bất động sản ở đây ha. Thì Đó. đi có thể thấy cái căn nhà vườn đây nó có hai mặt tiền nhá. Tổng diện tích thực tế của nó tới 1.900 m², nhưng mà thực tế sổ thì nó có 1.600 thôi. Và đặc biệt cái sản phẩm này nó có 300 m thổ cư. Và cái căn nhà đây bên trong á, thì mình thấy gia chủ chia sẻ thì cái sản phẩm mà cái gỗ gỗ xưa thì nó khoảng tầm 100 năm tuổi đúng không? Trên 100 năm Trăm tuổi, năm tuổi. cực kỳ hiếm. Rồi. Rồi. Thì mình sẽ đi vô đây thì mình thấy cái mặt tiền bên hông này đó, thì cái đây là cái khuôn viên đây mình có thể thấy một cái khuôn viên sân cũng thực sự là rất là rộng luôn đúng không Định? Đúng rồi. Và bất động sản này thì có cái mặt tiền của mình ở trên này anh chị nhé. Thì có cái bề ngang rộng á là 20 m ở trên này. Và chiều dài của mình á là dài tới 78 m, và mặt sông của mình ở hậu ra là 23.4 m quý cô chú anh chị nhá. Một cái diện tích cực kỳ đẹp, rất là vuông vức luôn ha. Chắc mình đi ra bên ngoài trước đây, rồi sau mình sẽ vô trong căn nhà đây này. Vâng. Đây, mình có thể thấy một cái khuôn viên sân rộng này, và mình rất là thích cái khu nhà vườn ở đây. Họ trồng rất là nhiều các cái loại trái cây như dừa này, các loại rau và nhiều cái loại trái cây ở khu vực này. Mình thấy thời điểm này là 2 giờ chiều, nhưng mà Định thấy ở khuôn viên đây không? Rất là mát và được lợi thế là mình có mặt tiền sông ngay sông luôn Wow. nên là cực Rất kỳ là là mát mát luôn Định mẻ đó. đó. Thứ nhất là bờ sông đã mát mẻ rồi, cộng thêm cái
khuôn viên gia chủ trồng những cái hàng cây rất là tâm huyết ở đây đó. Anh Mạnh có thể nhìn thấy này, cảm nhận được một cái khuôn viên mà bên dưới cái đường đi của mình có cái hàng dừa như thế này, đó cực kỳ lý tưởng đúng không ạ? Dừa này, đây là dừa, biết dừa gì không? Đây là dừa xiêm nhá, rất là ngọt luôn. Dừa hai xiêm cái hai trái không cái quá lớn ha. nguyên hai cái đường đây toàn trồng dừa không à, và nó lấy được cái khuôn viên đường và nó có một cái không gian rất là mát mẻ. Em thấy ở đây thì cái đường đi của mình á thì toàn bộ là gia chủ lót bằng đá hết anh bạn nhá, lót bằng đá hết, đá này là đá xanh tự nhiên luôn á, rất là chắc chắn kỳ công ha. Đó đặt cái đường đi của mình rất là nhiều cái hàng ghế này, ghế này ghế đá nhá, đá Đa nguyên đây là khối nguyên này khối ha. đó, rất là lý tưởng. Và đặc biệt cái vườn của mình anh bạn có thể thấy này, rất là nhiều cây cây xanh đó, cây này cây ổi nhá, rồi có những cái cây Cái hoa. Rồi anh bạn à, biết cái này là cái gì không anh bạn? hệ thống nước tưới tưới tự động á À cái bếp phun tưới tự động trong cả cái vườn của mình luôn nhá. thì Đó. mình cũng không phải tưới bằng tay, mà tưới tự động này thì cũng rất là tiện ha. Đây nó có chôm chôm này đúng không, Đúng rồi anh chôm bạn. chôm, Chôm. và đây là cây mận này đó, cây dừa nước này, dừa nước này, Đúng rồi, giờ nước. xoài, rất là nhiều các loại trái cây ha. Đúng, thực sự đây là một cái nhà vườn luôn á, họ Đúng. trồng rất là nhiều trái cây đó. Hiện nay thì mình nghĩ cái mùa này nó hết mùa rồi, nếu mà có mùa có trái thì sự nơi đây có ăn được rất là nhiều loại trái cây. Đây là cây seri này, Ri ồ đó, như nhãn này, này nhãn luôn à, ồ đó, rất là nhiều loại trái cây. Và cái khuôn viên cái vườn của mình á, gia chủ cũng đặt những cái viên viên đá làm cái đường đi này ừ. đó, nhìn rất là đẹp đúng không anh bạn? Đây chỗ này mình thấy có những cái cây làm tảng đá này, mình nghĩ là đá tự nhiên ha, Đó có đèn này, rất lý có tưởng. đèn ở cái không viên khuôn viên của mình luôn. Buổi tối thì rất đẹp ha, Đúng rồi. thực sự đúng là một nơi lý tưởng để chúng ta về nghỉ dưỡng vào những ngày cuối tuần và cùng gia đình và người thân đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Một cái khuôn viên khá là lý tưởng. Bên cạnh thành phố Biên Hòa mà có một cái khuôn viên như vậy thì cũng khá là hiếm đấy anh bạn. Đúng rồi, có nhà vườn, có khu ở luôn nhé. Đây có cả ổi này, Nikima hả, khế này. Và khi mình đứng ở đây mình định có nhận ra cái điều gì ở đứng tại vị trí này không? Cái ngay đây này. Ở đây thì quý cô chú anh chị mình còn nhìn ra một cái toàn cảnh ở đây. Mình có một cái mặt tiền ven sông ở đây, giống như lúc nãy Định có chia sẻ là chiều dài mặt tiền sông của mình á, là lên tới 23.4, một cái diện tích rất là đẹp đúng quý cô chú anh chị. Và anh chị mình có thể thấy đây là một cái mặt tiền view sông. Nếu như anh chị mình về mình có thể sử dụng khai thác để ở tiếp, hoặc là anh chị mình với cái diện tích này anh chị mình có thể khai thác thành cái điểm nhà hàng quán ăn cũng khá là lý tưởng quý cô chú anh chị ha. Ừ, Đó. rất là hay ha. Đây có, mình phát hiện ra một cái này cậu nhỏ xíu này mà có trái này. Wow. Hay Trái không? đấy. Hai trái ổi nhìn là đã Ăn quá được ha. luôn, ăn được luôn rồi này. Đó, anh chị thấy hai trái ổi Nhỏ nhìn rất xíu là nó có đã trái ha. Cái ổi có tí xíu ha. à. Đó. Cái sung này. Rất là Ok. nhiều hoa. Và được biết này, chiều nay gia chủ có tổ chức cái buổi tiệc ở nơi đây, họ đặt tiệc ngay cái mặt tiền sông này đây thì cực kỳ là lý tưởng ha. Wow, mát quá anh bạn ơi. Đây. Đây, mình cũng Ồ. có một cái hành lang ở đây nữa này. Quá lý tưởng đi. Thực sự vào giờ này mà hơn 2 giờ rồi mà đứng tại khuôn viên đây Rất định rất là thấy mát. mát đúng không? Rất là mát, gió thổi bay rối hết cả tóc luôn. Cái mặt tiền của sông Đồng Nai mà có vị trí như vậy thì cực kỳ là hiếm, Đúng rồi. và nó cạnh ngay khu sinh thái ở ngay Đó. đây luôn. Bên Đây. này có khu du lịch sinh thái này quý cô chú Đó. anh chị mình có thể nhìn thấy được cái view của nó. Đó gia chủ thiết kế bên mặt tiền view bên này cái khu du lịch ha. Đó thì nên là cái vị trí này chúng ta cũng có thể làm khu sinh thái và khu nghỉ dưỡng Đúng rồi, cũng được luôn. đúng rồi, như Định thấy thì ở bên Biên Hòa á, những cái view như thế này thì đa phần là người ta sẽ làm những nhà hàng, những quán ăn hay là những quán cà phê.
những địa điểm check-in rất là nổi tiếng đó. Thì quý cô chú anh chị, nếu mà mình sở hữu bất động sản này thì mình có thể khai thác về cái dòng tiền cực kỳ tốt ở trên bất động sản này, đúng không bạn? Đúng rồi. Đây mình sẽ ra khuôn viên bên này. Đây cái khuôn viên bên này thì lúc ban đầu Mạnh mới định có chia sẻ. Nơi đây thì buổi chiều gia chủ sẽ đãi khách ở khu vực này. Thì khu vực này thì nó đãi khoảng tầm 5 bàn nhỉ? 5 5 5 bàn không? Ở đây thì mình có thể được 5 6 bàn ở khu vực này, khá là tuyệt vời. Được đó. Khoảng 5 60 người trên cái sàn này quý cô chú anh chị nhá. Và đối với cái này thì gia chủ có làm cái đèn treo cho anh chị xung quanh này. Đó, có rèm cho quý cô chú anh chị này. Rồi trên là có cái bạt kéo di động anh chị nhá. Đó, khi mà tối đến chị bật đèn lên thì cực kỳ chill luôn anh bạn ạ. Đó. Nhưng mà mình thấy cái khuôn viên đây thì mình thấy họ cùng một phần này thì họ cũng tận dụng cái bờ sông để họ làm cái khuôn viên này, chứ thực sự đất thì nó tới kia đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mình thì trên cái phần nhô ra này là gia chủ đang tận dụng cái phần nổi này thôi. Nhưng mà mình không có làm kiên cố, không có chiếm một cái phần diện tích bờ sông anh chị nhé. Mình chỉ làm một cái trụ lên thôi ha, bốn cái trụ bốn góc này lên thôi đó. Và gia chủ cũng có làm cho chị một cái bậc cầu thang để mình đi xuống nè đó. Mình có thể ngồi câu cá ở dưới này cũng được, rất là chill luôn ha, rất là đã. Nhìn thấy sông nhìn thực sự lý tưởng ha. Bên kia thì là thuộc về Bình Dương anh chị nhé, bên kia là của Bình Dương. Và tiếp theo thì em thấy là trong đây mình có một căn nhà xây rất là đẹp nha anh bạn. Rồi chắc mời mọi người đi vô trong cái căn nhà này. Thì mình thấy cái căn nhà đây thì nó có hai phòng ngủ, một phòng khách, họ làm rất là bài bản nhá. Thì mời mọi người vô trong căn nhà nhá. Nhà mà ngay bờ sông như vậy mát lắm. Đây vị, đây là cái khuôn viên của trong căn nhà. Nơi đây là khu vực phòng khách này, cũng khá là rộng. Chỗ này thì họ để một cái nệm sofa, và khu vực này để một cái kệ tivi. Đó, một thấy khuôn viên phòng khách. Và đây như tận dụng khu này để bàn ăn luôn này, đúng không? Đây là khu vực của bàn ăn của mình. Đó, bàn ăn này cũng khá lớn. Thêm một cái phòng này thì mình thấy cũng khá là rộng đó. Nhưng mà phòng đây thì bên đây là để một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của mình ở đây. Và khuôn viên đây thì nó thẳng ra hướng ra ngoài kia. Đấy. Nó cũng khá là mát và nhìn thấy khu vực ra ngoài sân vườn ngoài này. Đó. Ngoài đây mình có thêm một cái hồ cá ở đây nữa này. Đó, mình có một cái hồ cá rất là lớn ngoài đây anh chị nhá. Đó. Nhìn rất là tuyệt ha. Hồ cá rất lớn đây, dài qua tới bên kia luôn. Đó, rồi tiếp theo anh em mình vào bên trong để khám phá tiếp anh bạn nhé. Ở trên đây trong thì mình thấy họ làm một cái gác. Trên này thì nó có hai phòng ngủ nhé. Mời Định và mọi người lên trên gác nha. Lên đi. Wow, ui. Một cái không viên trên này mình định thấy không? Chỗ này thực sự rất là mát luôn nhé Định. Wow, lên đây ngay bờ sau mà gió nó thổi cho anh chị mình có thể thấy cây này. Gió nó thổi anh chị mình có thể cảm nhận được ha. Rất là mát luôn. Đó. Đây thì họ trồng rất là nhiều cây xanh ở đây. Ở đây thì có hai phòng ngủ. Phòng ngủ đây thì cũng trang bị hết cho mình phần nội thất như giường, tủ. Và có đầy đủ nội thất đây luôn này. Có cả nhà vệ sinh. Trong này có một cái nhà vệ sinh rất lớn này quý cô chú anh chị. Đó. Anh chị có thể thấy tất cả các thiết bị vệ sinh đầy đủ hết rồi nhá. Có trang bị nội thất hết rồi ha. Mình chỉ ở đây thì có giường luôn này. Phòng đây thực sự là mình nghỉ dưỡng hoặc là những ngày cuối tuần ở đây ngủ nghỉ thì rất là mát ha. Wow, anh bạn có thể thấy cái vị trí này. Một cái không gian đây, nếu như mình đặt một cái bàn ở đây anh bạn ạ. Mình đặt cái bàn đây xong rồi mình ngồi mình uống cay uống cà phê uống trà vào những cái khung giờ như buổi trưa như vậy này, mình không ngồi bên dưới được tại vì hoặc là cái vườn của mình nó hơi nắng. Mình ngồi đây thì khá là mát mẻ và lý tưởng đúng không ạ? Ngồi đây mình nhìn thấy dưới này không rất là đẹp đúng không? Rất là đẹp. Mình có thể nhìn thấy ngay khu sinh thái này.
Đúng Đó, rồi, nhìn bên này nhìn rất đẹp. rất đẹp. Thì nơi đó họ đã làm rồi, thì mình nghĩ nơi đây thì mình có thể khai thác và làm cái mô hình sinh thái và khu nghỉ dưỡng để khai thác dòng tiền cũng rất là tuyệt vời đấy. Đúng rồi. Ừ. Rồi, bên này mình còn một phòng ngủ nữa anh Mạnh Phòng ạ. ngủ này thì mình thấy nó cũng giống ở phòng thứ hai. À, phòng ngủ này giống phòng đầu tiên thôi vị. Ồ, phòng ngủ này thì nó lại rộng hơn nha. Về đây thì họ decor rất là đẹp này. À, đây là khu giường. Họ decor cái kiểu này nhìn rất là Đúng rồi, rất là đẹp ha. đẹp. Cái bức tranh dán tường này Ừ. rất đẹp, có máy lạnh đầy đủ, cũng có Vâng. nhà vệ sinh cho anh chị này. Vệ sinh vào đây hả? Ồ, vệ Đúng. sinh đây thì nó cũng sắm đầy đủ nội thất hết rồi này. Và Định có thể thấy một cái cửa sổ nào nhìn không? Cực kỳ là chill nhá. À, mình À, nhìn ra khu bờ sông này. cửa sổ rất lớn anh bạn ạ. À. Đó. À, đối với lại cái cửa sổ này, nếu như anh chị mở đây á, mình không cần phải xài máy lạnh. Ở đây gia chủ có gắn máy lạnh cho anh chị nhé. Nhưng À. mà đừng, theo em thấy là mình không cần phải xài máy lạnh, mình chỉ cần mở cửa ra một phát gió nó Mát đúng ùa không? vào thì Ừ. mát, cực kỳ mát luôn. Đây, đứng ở cái ban công này này mới đã được đây này. Đó. Nơi đây thì vào buổi chiều mà đứng ở nơi đây không này, cái ăn nắng bình thường thì nó rất là gắt, nhưng mà đứng ăn nắng đây thì mình thấy nó rất là dịu ha. Đúng rồi, Đó. rất là dịu, nó có cái hơi nước nó bốc lên ăn mặn À. đó, nó giúp điều hòa cái không khí ở khu vực này luôn. Nhìn cực kỳ là chill đúng không? Đúng rồi. Một vị trí bất động sản như vậy thì giá trị của nó là cái mặt tiền view sông, và cái diện tích đây thì nó có thổ cư, và nó có một cái căn nhà, nó có cái sản phẩm gỗ, một số gỗ có tới 100 tuổi đúng không? À, mình có một cái nhà gỗ hơn 100 năm tuổi. À. Thì tiếp theo anh em mình cùng tiến lên để quay thực tế cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Vừa rồi thì Mạnh với Định đã dẫn mọi người đi tham quan khuôn viên ở bên ngoài và một căn nhà bên kia, thì mời Định và mọi người đi vô trong cái căn nhà gỗ này nhé. Theo như gia chủ chia sẻ lại á, thì cái căn nhà này toàn bộ của mình là gỗ và đã có hơn 100 năm tuổi. Đối với lại căn nhà này thì cũng có một số cái chi tiết gia chủ chỉ sửa lại sơ sơ thôi quý cô chú anh chị nhé. Đó, còn kết cấu cũng như là toàn bộ cái thiết kế căn nhà này chưa có sửa một cái gì hết, cũng như là gỗ toàn bộ của mình là hơn 100 năm tuổi. Trăm năm Xin mời tuổi quý cô chú anh chị cùng Định và anh Mạnh tiến vào bên trong căn nhà nhé. rồi. Ồ, một cái bên ngoài mình nhìn thấy gỗ này thì mấy cái căn nhà này thì gia chủ chia sẻ nó khoảng tầm hơn 100 năm hả? Đúng rồi. Ngoài cái phần căn nhà và cái phần nội thất bên trong, thực sự nó cũng khá là lâu rồi ha. À, nhà của mình cái mặt tiền ở đây á toàn bộ là cửa anh chị này. Đó, bên kia một cửa, bên này một cửa và bên này cũng có một cửa đó. Cửa của mình toàn bộ là cửa bốn cánh hết. Gỗ đây thì hơn 100 năm tuổi đối với lại cái nhà này, và còn gỗ này thì còn lâu hơn nữa, cho nên là cực kỳ quý hiếm cái và chất lượng ha. cái phong cách này nó giống như cái nhà ngày xưa hồi nhỏ mình có thấy những cái nhà này họ làm giống, rất là giống nhá. À, vì nó khá lâu rồi ha. Đúng rồi, những căn nhà như vậy thì bây giờ cực kỳ hiếm anh Mạnh nhé. Đó, mình có một cái bàn tròn ở đây. Đó, anh Mạnh là mình có thể ngồi trong cái căn nhà đó, cảm nhận vào buổi trưa. Anh chị mình có thể thấy không có máy lạnh, không có một cái gì hết, nhưng mà rất là mát luôn. À, Đó. gỗ này là bàn này cũng là gỗ quý ha. Đúng rồi, toàn bộ trong căn nhà này gỗ là gỗ quý hết. Đó. Một cái bàn gỗ rất lớn ha. Đây có một cái phản này, phản mình nghĩ là gỗ cẩm lai hay gỗ gì đây này, gỗ đen này rất Cái là này quý nhá. là thuộc dạng là ván ngựa anh chị nhé, ván ngựa đó, một cái sập ván ngựa đây, cửa sổ này cũng như là tất cả các cái cột, những cái cột ở trong cái căn nhà của mình anh chị thấy này, cột này cái vằn của nó rất lớn và những cái đòn tay anh chị mình thấy này rất là đẳng cấp đúng không Toàn ạ, bộ là nguyên khối vậy. nguyên khối hết anh Ồ, bạn nhé. toàn cái trụ nguyên khối không Đó, à? anh bạn biết cái này là gì không anh bạn? Bình này bình rượu à? Không, cái À, này cái này cái tủ, tủ gì đây đó, biết? cái tủ chạn. À, À, tủ chạn anh chị mình thấy tủ mà chạn à, đẹp trên đó bát hả? đó, đây ha, nhìn rất là đẹp, và Chứ bây giờ tìm những cái chạn như tủ chạn như thế này rất là hiếm ha, thường cái trụ này để làm gì ta? để trưng đồ hoặc là bỏ chén bát đồ này kia À, đó. nhìn trong khuôn viên ở đây thực sự nhìn cái gỗ vì nó màu tối á, nên mọi người thấy cảm giác nó rất là cổ kính ha. Đúng rồi. Đây là nơi nó rất là trang nghiêm, thờ Phật, thờ
các thần linh ở nơi đây. Đây này ta có hai cái phản ha, có hai cái hai mà bên. toàn bộ trên đây là bằng ngói và có đòn tay bằng gỗ hết này. Đúng rồi, thật sự rất là mát. Ừ. Buổi trưa mà nằm đây ngủ trưa thôi anh mạng, thôi cực kỳ mát luôn ha. Ừ. Đó, hai bên hai cái. Rồi chắc mình lên trên kia ha. Rồi mình cùng tiến vào bên trong quý cô chú anh chị ha. Cửa trước mà ta. Rồi, Ồ. cái khuôn viên ở trong đây thì mình sẽ có hai phòng ngủ với cô chú anh chị này. Đây, một phòng ngủ ở bên này. Phòng ngủ cũng rất lớn. Đó, anh chị mình có thể thấy này. Trong đây cũng toàn bằng gỗ luôn này. Toàn bộ bằng gỗ hết ha. Đây có một không gian nó cũng nhìn rất là hay nữa. Và phía này cũng có một cái phòng ngủ thứ hai trong căn nhà. À, nhìn nó kiểu một phong cách rất là cổ kính. Vì đó, có giường, có tủ đầy đủ hết rồi. Nhìn nhà toàn màu đen không à. Và nơi đây là một cái khu vực phòng bếp, một cái khuôn viên thực sự rất là rộng, vực nấu ăn này và khu vực sinh hoạt ở đây. Đó, thì gia chủ thực sự tới 100 năm, hơn 100 năm thì nó cũng phải tầm mấy đời ha. Đúng rồi, đối với lại cái khu vực phòng bếp đấy thì gia chủ có cải tạo một chút xíu ở trên cái mái này, anh chị mình có thể thấy này, làm cái mái chống nóng ha. Đó, và như em thấy anh Mạnh thì bên này mình có một cái bộ bàn ghế này, các Uống bạn trà hả? có thể thấy được cái bộ bàn ghế này, này. Cực kỳ là lâu đời rồi anh Mạnh ha. À. Đó, rất lâu đời để có được cái bộ bàn ghế như thế này. Bàn Đó, ghế này thật sự cũng lâu rồi ha. rất lâu đời rồi À, đó, để tìm kiếm một cái căn nhà như vậy thực sự là rất là hiếm đó quý vị. đúng rồi. Và theo như em thấy, đa phần những gia chủ mà sở hữu những căn nhà như thế này thì rất là đẳng cấp. Nếu như quý cô chú chị muốn thể hiện cái sự đẳng cấp của mình thì hãy đến đây xem cái căn nhà của mình, cũng như là cần thêm thông tin chi tiết thì hãy liên hệ với anh Mạnh nhé, hoặc là liên hệ với định định sẽ hỗ trợ anh chị một cách chi tiết đó. Rồi, ra bên đây, bên đây anh Mạnh này, bên đây mình có một cái chi tiết ở đây đó. Đây mình có một cái này gọi là cái sập, Sập. cái sập ván, cũng là ván ngựa này, rất là lâu đời này đó. Thì gia chủ đang để đây để cho cô chú giúp việc ở đây trông coi quý cô chú anh chị nhá. Đây mình có một cái cửa ra cái sân, mình cũng có một cái cửa để đi ra cái sân đằng trước ha. Cũng khá là rộng ha. Khuôn viên đây này. À, khuôn viên đây là một cái cửa này. Bên này thì cũng có một cái đường đi nhé, đứng ra hướng ra cái mặt tiền phía bên kia. Đây, ở đây thì mình có thêm một cái mặt tiền ở đây anh chị nha. Như lúc nãy Định có chia sẻ đến quý cô chú anh chị thì mình căn nhà của mình là có hai mặt tiền. Nãy thì Định đi vào cái cổng bên kia, và bây giờ thì anh chị mình có thêm một cái cổng ở đây ha. Đó, anh chị mình có thể thấy đây là một bất động sản sở hữu hai mặt tiền, cộng thêm một cái mặt tiền sông nữa, là mình có tới ba mặt tiền cực kỳ đẹp quý cô chú anh chị. Vừa rồi thì Mạnh có cùng Định người đi tham quan một cái nhà vườn nghỉ dưỡng tọa lạc tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Mọi người thấy vừa rồi thì Định thấy cái sản phẩm này, Định cảm nhận như nào và Định tổng kết lại cho mọi người được rõ hơn về cái sản phẩm này Định. À, thì nãy giờ thì Định và anh Mạnh đi tham quan một vòng cái bất động sản này thì theo như Định cảm nhận được á, thì bất động sản này sở hữu một cái vị trí cực kỳ đẹp, cũng như là rất là đẳng cấp, kết hợp hài hòa giữa cái phong cách là cổ điển và hiện đại quý cô chú anh chị nha. Đó thì anh Mạnh có thể thấy đúng không ạ? Rồi kết hợp theo cái vườn, cái thiết kế của gia chủ rất là sáng tạo, cũng như là cầu kỳ cho cái bất động sản của mình. Và bất động sản này có một cái mặt tiền view sông á, là tới 23.4, rồi có hai mặt tiền đường. Và bất động sản của mình á, thì diện tích thực tế là 1.900, nhưng mà trên sổ hiện hữu là 1.600 quý cô chú anh chị ha, và đã có 300 mét thổ cư rồi anh Mạnh. Đó, một vị trí cũng như là diện tích cực kỳ đẹp anh Mạnh ha. Còn cái giá sản phẩm này thì gia chủ đang mong muốn giá là 20 tỷ, mình còn thương lượng nhé.
Thì với cá nhân của mình, hôm nay thì mình tới cái căn nhà vườn nghỉ dưỡng đây, thực sự đúng là một căn nhà vườn nghỉ dưỡng luôn. Đúng Có rồi. một cái nơi nhà rất là cổ kính, hơn 100 năm, và đằng sau có ngôi nhà ở ngay gương mặt tiền của sông luôn. Và thực sự cái nhà vườn này đây họ trồng rất là nhiều các loại trái cây như dừa này, rất là nhiều chôm chôm và mà xoài, mận ở đây. Thực sự đúng là một cái nơi mà đáng để chúng ta đến tham quan và sở hữu cái sản phẩm. Và như ban đầu Định có nói là thể hiện sự đẳng cấp của một gia chủ Đúng ở một rồi. căn nhà này, đúng không? Đúng rồi. Và bất động sản này, nếu như quý cô chú anh chị nào mà có cái sở thích mình kinh doanh đấy anh Mạnh, thì mình có thể về đây mình khai thác bất động sản khu nghỉ dưỡng ven sông này, rồi khu nhà hàng, quán ăn hoặc là quán cà phê, cái địa điểm check in đó, thì cực kỳ lý tưởng để tạo cái dòng tiền rất là tốt cho cái gia chủ quý cô chú anh chị ha. Đó. Thì mọi người thấy sản phẩm là như thế nào thì có thể comment dưới hoặc liên hệ với Mạnh hoặc liên hệ với Định Bất Động Sản để có thể tới tham quan thực tế cái sản phẩm bất động sản cực kỳ hiếm ở khu vực Bình Hòa, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Và quý cô chú anh chị ơi, quý cô chú anh chị hãy liên hệ với anh Mạnh hoặc liên hệ với Định để đi xem thực tế bất động sản này nhé. Và quý cô chú anh chị xem trên kênh á, thì hãy dành tặng cho Định và anh Mạnh một like cũng như là nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để liên tục nhận được những mẫu nhà mới, nhà đẹp trong thời gian sắp tới của anh Mạnh và Định nhé. Ngoài ra thì bên mình chuyên nhận mua bán ký gửi và quay các sản phẩm video bất động sản chính chủ tại khu vực Đồng Nai. Mọi người mà cần thông tin thì có thể liên hệ với team Mạnh nhé. Xin chào anh chị Rồi nha. xin chào mọi người nhé.